bia chính thức của các anh trai. Chú bác, trời phải tới. Gamuda Land, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia. Hey yo, what's good? Ngày gift day, đội trưởng của các bạn đây. Chào buổi sáng tất cả các thành viên của Hờ Hu Quang. Lắng nghe lời của cô giáo Lan Nhi, bập bẹ dắt các bạn từng bước một vào cuộc đời mình, để mà gọi là các bạn có thể tự tin và vững chắc trong cái chuyện các bạn múa nhảy trên sân khấu. Ok, tại vì múa nhảy rất là quan trọng. Đó, rồi tiếp theo đó chính là phần ăn nhạc. Các bạn hãy final nhạc cực kỳ lẹ lên giùm mình ạ, bởi vì không còn rất nhiều thời gian đâu các bạn ơi, chỉ còn có 6 ngày thôi. Mà ngày nào tôi cũng phải ngồi tôi chầu chực, tôi phải hối các bạn, tôi rất là ngại hối, nhưng mà hôm nào tôi cũng hối các bạn tại vì tôi sợ thua. Đó, các bạn có sợ thua không? Có sợ thua không? Không. Cũng là vòng trước nhỉ, những đại khác, vòng này khác hẳn. 1, 2, 3, 4. Không thấy vui trong lòng, nhớ phút nỗi thơ trắng căn phòng. Anh nhớ phút nóng hôn của người con gái hàng xóm. Đấy, son là chạm rồi. Rồi đó, tới son là dừng rồi. Trước khi mình vô tập á, tụi em, đội trưởng của tụi em á, có lời, đôi lời gửi cho tụi em nè. Cái gì vậy chị? Đây à. Hey yo, what's good? Ngày gift day, đội trưởng của các bạn đây. Chào buổi sáng tất cả các thành viên của Hờ Hu Quang. Alright, thì ngày gift rất là tiếc khi mà ngày hôm nay không có mặt tại buổi luyện tập đầu tiên của tất cả các anh em. Bởi vì tôi có một cuộc họp cực kỳ quan trọng ở California. Please wait for me sir, thank you. Thì nói chung là theo dõi từ xa. Cũng gửi một vài lời động viên ủng hộ tinh thần anh em. Đó là các bạn hãy lắng nghe lời của cô giáo Lan Nhi, bập bẹ dắt các bạn từng bước một vào cuộc đời mình, để mà gọi là các bạn có thể tự tin và vững chắc trong cái chuyện các bạn múa nhảy trên sân khấu. Ok, tại vì múa nhảy rất là quan trọng. Đó, rồi tiếp theo đó chính là phần ăn nhạc. Các bạn hãy final nhạc cực kỳ lẹ lên giùm mình ạ, bởi vì không còn rất nhiều thời gian đâu các bạn ơi, chỉ còn có 6 ngày thôi. Mà ngày nào tôi cũng phải ngồi tôi chầu chực, tôi phải hối các bạn, tôi rất là ngại hối, nhưng mà hôm nào tôi cũng hối các bạn tại vì tôi sợ thua. Đó, các bạn có sợ thua không? Có sợ thua không? Không. Có chứ, các bạn nhìn là biết thua rồi. Nói chung là chúng ta phải nhanh lên thôi các bạn ơi. Bởi vì sao? Chúng ta rất tự hào, rất là tự tin về tất cả những gì mà mình đang làm, thì các bạn cũng phải kèm theo cái sự nhanh nhẹn, đúng không ạ? Bây giờ vô một cái đi. Vô đi. Vô. Tay lên hết chưa? Rồi. Lên hết ạ. 1, 2, 3. Vô. Chúc các bạn có một buổi tập cực kỳ nồng cháy, cực kỳ đam mê, cực kỳ vui vẻ. Tôi sẽ bù cho các bạn mỗi người 3 chai nước suối vào buổi tập lần sau. Ủa là bù dữ chưa? Bù nhiều dữ chưa? Rồi. Ok. Muốn khóc luôn đó. Khóc luôn không? Giờ em khóc mà tại em đeo mắt kiến mọi người. Người ta là có người truyền lửa đây, có người truyền nước. Hợp lý quá mà. Anh trai thì cần gì? Cần nước chứ cần gì? Ok nha. Em thấy đội trưởng điệu quá. Điệu quá. Cỡ này là không còn tương lai nữa. Đúng rồi. Em nghĩ là đội trưởng nên phải cứng lên, phải mạnh mẽ. Cứng mạnh mẽ lên. Cứng mạnh thừ lên. Mạnh mẽ lên. Đó, kiểu này là em thấy em sao em nghi quá. Tiếng nói của mình là đội trưởng là phải mạnh mẽ lên, đúng không? Đúng rồi. Nó phải tại vậy chứ. Tại vì sao không? Tại vì team mạnh mẽ quá nên đội trưởng phải ấy lại xíu. À là cho tại vì sao thấy em mạnh mẽ quá đó. À bên cạnh từ động tác của mình cũng mạnh mẽ mà. Mình cũng mạnh mẽ mà. Ok. Ok. Cảm ơn ra đội trưởng nhá. Cảm ơn ra đội trưởng vẫn là in the best. Yeah. Thấy vui trong lòng, nhớ vui ở trong căn phòng. Nhảy nè, đưa ra nè, rồi quay nè, rồi ấy qua, rồi đưa cái này qua bên đây nè. Đúng rồi, trời ơi. Nó làm tay gì vậy? Lơ lơ ấy. Nó không đúng đúng đắn không? Đưa cái này ra trước này kiểu... Đúng rồi, kiểu quay ra, đúng giống kiểu... Sao nhỉ? Nó hơi ngửa ra. Em hơi ngửa người đằng sau em lướt ra. Đúng là vòng trước nhảy đứng đại khác, vòng này khác hẳn. 1, 2, 3, 4. Không thấy vui trong lòng, nhớ phút nỗi thơ trắng căn phòng.
anh nhớ phút đó hôn hôn của người con gái hàng xóm. Đấy, son là chạm đấy rồi. Rồi đó, tới son là dừng rồi đó. Sao không ngửa con gái? Sao không đến ngửa con gái vàng mà sao không tô son nhỉ? Ờ, con gái vàng. Con gái vàng. Anh thấy chưa được nửa hốt luôn á. Ừ. Ê, nhưng mà anh em mình nhảy như này sao anh em hát thôi. Ừ. Anh nhảy với đèn. Chắc được không? Bây giờ đi. Mình chia vơ đi. Dạ, ngồi bạn đi. Mình cứ ngồi chia vơ ha. Bây giờ Rider hát hết rồi xong về. Mà anh lên anh đứng đấy thôi. Ừ. Ê, nhưng mà mua 4 cái câu sao của tôi là đọc nhanh được không? Được, đọc nhanh. Nên đọc nhanh. Đọc nhanh cho cao là đọc nhanh. Đúng rồi, phải đọc nhanh. Mà. Phải đọc nhanh. Gắt lên. Gắt lên đoạn đấy. Gắt, như kiểu combat đấy. Đúng rồi. Đấy, bởi vì đoạn đấy đang đánh nhau mà. Thì muốn rõ được cái đoạn đấy nó phải chặt bắn thì để cái đoạn sau đầu nó vào cái câu kia phát xiết luôn. Cũng mất nhiều thời gian để tập. Em đang muốn làm sao mà vẫn phải tập trung được vào giọng hát của mọi người mà vẫn phải đúng rồi, nó đỡ ra được cái vũ đạo của mọi người ấy. Nó không bị phân chi phối. Ngày xưa cái vòng trước anh tập cái bài sóng kiểu mọi người cũng ít nhảy nhưng mà anh thấy là mình cũng bị phân tâm khá nhiều. Đừng hát không thì tất nhiên là nó hơi các thứ nhưng mà em cũng nghĩ là không nên nhảy quá nhiều. Đúng rồi. Không phải đoạn nào cũng nhảy. Mình sẽ chọn những cái đoạn đắt nhất thôi. Đắt nhảy thì nó sẽ hợp lý hơn bởi vì bài này ban đầu em làm xong em cũng hình dung là nó nên cầm mic để đúng diễn anh, chứ anh không phải là nhưng mà khi mà xem cái clip của chị đi thì thấy là nên múa bởi vì là nó đã đắt thật. Nếu mà làm được ra là đắt lắm ấy. Lúc đầu thay vì mình cầm mic thì mình có cái này rồi thì bình thường mình đứng mình hát thôi. Có cái mic bên đây nè. Thì là có mic đeo. Ừ. Thì kiểu đứng im gì để hát thôi. Thực ra là không nhảy xong đoạn sau mình thêm vào thì nó mới có cái sự tương phản ấy, sự contrast ở đấy. Nói với là bây giờ mọi người mới múa này. Đúng rồi. Chứ còn lúc đầu thì họ sẽ không wow nữa. Concept thì... Ê, nhưng mình chưa có hình đồ đúng không? Ừ. Nhi đang muốn mình ăn mặc kiểu sang xong rồi nhảy. Nó sợ là kiểu mặc vest nhảy gì. Em nghĩ là mấy cái bài mặc áo sơ mi. Thôi bây giờ không còn lyric cũng được tại vì ba người ai cũng nắm cái bài hết rồi. Bây giờ chỉ cần nói khúc nào là mọi người cũng biết rồi. Mọi người thiết bật lên phiêu cơ. Chú hát hút nửa khúc đầu ok không? Với tới không? Được. Được mà hạ nửa tông thì hát được. Không thấy cho nhỏ. Không thấy vui trong lòng. Anh nhớ mộng mơ. Đấy chú hát này. Không bơ phơ. Ờ đoạn này kiểu hát. Đoạn kiểu hát, chỗ đẹp. Hiểu kiểu hát theo luôn đi. Đoạn của ai hát theo đi. Để mình thử đo cái tiếp lông. Tương lai. Tiếp luôn, hát luôn một lần đầu lần. Chia hai, một thì vào một hai sai. Tâm sự cùng cái mai. Và đến khi anh cất lời là giấc mơ man cả đời. Khi anh không có tất cả rồi. Mình tớ còn em nữa. Khi ta đã đấu giữa trường thần. Tay trong vánh nó chưa. Tình yêu này có thật đáng thương. Ở phía dưới hôm nay có gà khờ đã nứt vỡ. Niềm cười nhìn trong lòng ta nát. Mơ đi người rất quan trọng. Có lẽ vì quá tham vọng. Dương. Son lại chẳng để nắm tay em giữ tay em nắm tay em lâu ấn một chút để anh yên định cảm xúc có lẽ đã lâu chăm giữ kết thúc hết rồi khi lại chỉ ôi sau này kêu lại vào luôn vâng anh vẫn tình tú ngoài kia rồi theo bao tình nhỏ nhói trong veo. Tôi không nghe giống như bài ca kia. Kiểu hát rồi hợp chưa? Hay rồi. Khi ta sao lại không thể sống sự tự cao và kêu ngạo trên sân khấu. Đoạn đường giữa một mình anh đi. Vẫn làm được anh tin ta thì chẳng còn gì nữa. Tôi tệ như là ngay em gì. Là đến anh ấy. Xong sau này là đến kêu hát húc. Nửa húc đầu. Hát được khúc ấy. Và chorus. Không thấy vui trong lòng. Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng. Anh nhớ phút đau hôn cùng người con gái vạn son. Chỉ sợ anh ngắm em nắm tay em, giữ tay em, giữ tay em ngon một chút. Em hay anh nhỉ? Em. Em không? Đừng cảm xúc. Có lẽ đến lúc trong giấc kết thúc thật rồi. Ký ức là chiều hồi nỗi đau. Ủa, vẫn một ngày
khi xe dần lên, đến khi anh tìm đến một khoảng trời đêm trái cơ chẳng có. Thì đang để cho Kiều hát cái câu cuối nữa. Cái khúc cuối á là hát kiểu trầm bữa nay đổi hả? Đâu có đâu. Trùng gì? Thế là cái cuối cùng, cái khúc cuối cùng á bữa hổm là để bên phòng của Dương là thấy để hát kiểu ba ngày mới hát mình đâu. Thế của nhau. Đâu, không không. Ta nói được chưa? Cái khúc cuối cùng luôn á. Chorus cuối à? Cái chorus cũng có một đoạn mà. Không thấy vui trong lòng. Không là lên tông đúng không? Là đúng không? Ừ đúng rồi. Là bạn lên tông đúng không? Đúng rồi. Thì em... là đúng rồi, kiểu hát đấy, kiểu hát mình cái câu đấy. Nhớ bữa hổm là hát kiểu êm á, kiểu mà không có có dồn dập như vậy á. Hôm trước là mình làm nhẹ nhàng lại. Đúng rồi, nhẹ nhàng. Lần này thì đang thử lại biết bởi vì là đổi lại đúng rồi. À, bởi vì hôm trước là mọi người bàn tính ấy thì định để nhẹ nhưng mà nửa cái khúc sau nó lại ngắn quá, có nghĩa là vừa dùng cái cao trào nó người ta chưa đã. Hiểu rồi. Người ta đã hết mất rồi. Để nguyên cái luôn. Nên là chỉ nhả một cái câu, cái câu không thấy vui trong lòng thôi. Vậy là bây giờ nhẹ mỗi câu đấy thôi. Nguyên cái khúc cuối cùng á là ai hát hay là ba đứa hát? Ba đứa hát. Ba người hát mà. Thì nhá, kiểu sang cơ mà. Không thấy vui trong lòng, rồi ngoài hát là không thấy vui trong lòng. Nhớ thì đoạn này muốn đang muốn kiểu sẽ phiêu ngân một cái nốt. Đó ha. Học gì đấy? Đấy, thì đang muốn kiểu sẽ ngân một cái nốt phiêu ở trên đấy để đẩy cái mút cao trào lên. Đấy, sau đó đến đoạn mà nắm tay em, giữ tay em, níu tay em. Ba người, nắm tay em, giữ tay em, níu tay em. Có đoạn của Kiều ấy, đoạn Kiều hát nốt ấy. Thì Kiều hát cái đoạn đấy, Kiều hát gió với giọng thật luôn cho hai đài. Anh người này giữ tay em, níu tay em, giữ tay em. Đấy, thì nghe nó ra màu hơn. Hiểu rồi. Thì nghe đấy là Kiều hát. Ok đó, ổn luôn. Tươi đấy. Thấy thấy nào, có phải là mỗi người đều đất. Ừ đúng rồi. Yeah. Ok. Vì chính thức của các anh trai, chú bác, trời phải tới. Gamudaland, nhà kiến tạo đô thị xanh đến từ Malaysia. Anh trai Say Hi, 20 giờ thứ bảy trên kênh HTV2 V Channel, xem sớm nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.